Mình xin chào tất cả các bạn. Mình chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nha. Tại thì cháu mình đang chuẩn bị uống dòm các bạn ơi. Tên màu xanh ngọc, uống dòm 2 tấc. Còn ngoài là lô tên lạnh. Lô tên lạnh đó nhiều lắm nha các bạn. Cái đó là tôn lạnh của Đông Á nha các bạn, cắt cho cái kho ở gần đây nè, khoảng 2-3 giờ mới giao các bạn ơi. Con lạnh này là của Đông Á nha các bạn. Con xanh ngọc cũng vậy. Mình cũng xin dùng video đây các bạn ơi. Các bạn hãy xem video ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.